khỏi ra giường luôn à. Không, nhưng mà ý là một giường là một giường đó là thử một cây thôi phải không? Đúng rồi. À, chỉ được quyền thử một cây thôi hả? Thử một hoặc hai là hai cây thôi chứ. Muốn thử nhiều cũng được luôn nhưng... Chị. Chào 19.000 người đang xem livestream trực tiếp của Thanh Sầu Riêng nha. Mua sầu riêng mà bị thẹo rồi chị. Nè. Trời ơi, bị sầu riêng chăm cô chú. Trời ơi, lâu lắm rồi mới ăn. Đúng là cái mùa này mới là sầu riêng. Trời ơi, chị làm em mừng quá vậy nè. Trời ơi, nay thấy ghé lại. Mua sầu riêng. Nhà đâu phải đây đâu. Chả chết này là tối nay bán. Chứ nhà đâu chị? Nhà đâu chị? Nè, em nói thiệt nay bị thẹo nè. Trời ơi. Trời ơi. Ra lựa sầu riêng bị em mua 150 em thấy ăn không có ổn gì chị. Vậy là 120 của em khá ổn không? Đúng rồi. Mừng quá. Ông mới lướt rồi ông thấy đó. Ông lướt cũng thấy hả? Lướt Facebook có thấy gì, tính đâu cũng biết đó. À. À, chỗ đó cũng khó lắm á. Chỗ nào hả? Chỗ nào hả? Chỗ nào hả? Đang quay phải không? Dạ, đang quay. Để người ta mua quay hả? À. Cảm ơn chị gái nha. Ngon thì quay lại. Sài Gòn đổ cơn mưa đầu mùa nha cô chú anh chị và các bạn. Một cơn mưa rất là lớn, mình thấy là mưa toàn thành phố luôn á. Giải nhiệt. Một cơn mưa giải nhiệt cuộc sống. Mấy nay Sài Gòn nóng lắm, thì hôm nay mưa quá trời là mưa luôn á. Dạ. Kính chào cô chú anh chị, em đang đứng tại vựa sầu riêng Hiếu Nghĩa 415 Cách Mạng tháng 8 nè, khi mà Sài Gòn đổ cơn mưa rất là lớn luôn. Dạ. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn vui vẻ, thành công trong cuộc sống nha. Xem video khui sầu riêng. Nếu thấy hay thì có thể là like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ giúp em. Dạ. Hiện tại là vợ chồng Thanh đi đâu rồi? Nãy bên này mưa to không cô Tiên? Mưa to có một chút á hả? Mưa to nhưng mà to có một chút à. Bữa nay giá sầu riêng như thế nào cô Tiên nghe? Dạ. Hôm nay giá là 16 là có 100, 120. 120, 140. Còn 50k là ở đây á hả? Dạ đúng rồi, 50k đây. À, 50k nói là không bao ăn nha cô chú, để cô chú biết. À. Nhưng mà muối thì cũng ok. À, đây sầu riêng 50k đây. Trường qua luôn này cô chú, đội mưa qua luôn. Tức là địa chỉ thêm, địa chỉ là 03 Quỳnh Thiên Lộc á. Ở bên 03 Quỳnh Thiên Lộc. Này nó mới vừa chạy qua. Bên đó mưa to không Thanh? To à? À, Sài Gòn bữa nay mưa to quá trời là to. Nắng quá bà con đi ngủ mới lạnh khách sạn được không à, chịu không nổi. Ông chủ vừa mới vừa qua luôn á, đội có mưa qua luôn. Vừa tạnh mưa một cái xong mới là khách vào ăn sầu riêng cô chú. À. Dạ 50k đây. Anh thì mới vừa tới. Riêng tôi ngoài bán tại chỗ thì vợ chồng Thanh sầu riêng á có bán online nữa nha cô chú, cũng như là cô chú muốn sỉ tức là muốn đặt hàng nhiều á thì cứ gọi điện cho Thanh. Không thấy bé
Đấy hả? Cái này 230 không chị? 99 à? Mua luôn em. Dạ gáo dẻo chị ơi. Dẻo lắm luôn á. Có lần thử không chị? Mưa ra để ăn sầu riêng nha cô chú. Giá tầm mấy người ăn chị? Giá tầm mấy người ăn? Hai nhóc à. Lấy cho chị trái 6 kg đi. Hai nhóc mà. Chọc thì gắt rồi cô chú. Nghe chỉ nghe nói trái 6 kg quẩn hồn, trong này không có trái nào 6 kg đâu. 6 kg còn sau cơn mưa nha cô chú, thì cũng có một số cô chú anh chị thèm sầu riêng phải chạy ra bằng được, đội gió mưa ra phải thưởng thức sầu riêng. Hiện tại là vợ chồng Thanh về lô sầu riêng rất là ngon. Trái mềm 2 kg. $255 không chị? Dạ. Không. Đi 6 rồi đi. Đi 6 à? Dạ. Sầu bao chứ? Sầu riêng mà bán không? Không có thái luôn. Ba để mở cho anh từ từ anh. Tiếp này, shipper này đúng không? Đó, shipper. Muốn thử em cho thử từ từ. Sài Gòn mưa bà con ai cũng mừng đấy, bởi vì giải nhiệt cuộc sống mà. Hôm nay nắng quá phải cho mưa chứ. Hả? À. Có hôm ngày hôm qua, có hôm ngoài miền Trung 44 độ mấy. Kinh khủng thiệt. 40 mấy độ hả? 44 độ mấy. Hôm qua nắng mà rát hết mặt, tao hết mặt. Đúng rồi, nóng. Ngoài miền Trung nắng quá trời luôn. Thấy báo chí lên nữa. Nghĩ sao 44 mấy, 44 mấy độ. Mưa. Mưa quá trời là mưa luôn.
Trời sao mà định được? Nhìn là biết rồi. Nhìn nó ra. Trời ơi. 235 nha anh trai. Ok. Anh có anh kia anh hỏi là mua thanh luôn cái thanh bán không? Này. Mua thanh thanh bán không? Em có gì đâu mà mua thanh hơn. Không biết ảnh comment ảnh hỏi là mua thanh luôn, mua ông chủ nè. Không dám à. Mua anh cua sầu riêng. Dạ ngồi ở ngoài sao nghe cười, nghe mua cười mỉm mỉm kìa. Cái trường hợp này nữa ta. Ủa, có học lạ hả? Mua cùi nè. Đó. Hay sầu riêng thái mông măng thông nè cô chú. Rồi quá trời luôn nhưng mà chưa chín. Cô chú xem cái clip này là tầm khoảng 2 ngày nữa là chín nha. Sầu thái em bây giờ có ai muốn lấy sầu thái lên đơn thì phải giá cao nha. Thanh thì đang livestream bán hàng, livestream bán online. Hiện tại là trời Sài Gòn cũng tạnh mưa rồi. Thanh thì livestream để bán hàng. Cách bắt đầu tạnh mưa đó thì cô chú bắt đầu đi ăn sầu riêng nha cô chú. À. Bé Tiên thì tư vấn cô Tiên chứ quay lộn cái bé Tiên. Cô Tiên cô ở Bến Tre hả? Đây thử luôn. Ba trăm mười ngàn anh trai mua nha. À mà sao cái màn hình của Thanh đỏ dữ ta? Đỏ hả? Ờ Maui đồ dùng áp anh, dùng sáu áp người phải dùng áp chứ. Không có người đàn ông xấu chứ, không có người đàn ông không biết xài áp thôi. Trời ơi, kinh đầu. Dạ ngon anh thử không cho chúng đây. Thử đầu á, đầu á. Thử này hả? Ở đâu cũng được, ngon là chỗ nào cũng ngon mà. Ok, lử luôn em. Sầu riêng ngon là ở đâu cũng ngon hết. Ok không? Ngon quá trời luôn á. Qua cực sắc đỏ tiếp tục đi. Không mà cái màu đỏ thiệt đó chứ. Coi cho nó màu đỏ. Đỏ chót. Chạy đây có 3 ký anh Diêu. Chạy đây hơn hả? 380 ngàn. Diêu 380. Mua cho hộp luôn trai. Lâm anh này nổi tiếng lắm nè. Quen không? Quen. Có quen không chị? Ủa nó chuẩn bị gì đây vậy anh?
đâu có bị gì đâu chị, tại cái vỏ nó bị ấy nè, cho chị thử luôn nè. Ngon không ngon mình phải thử mới biết được. Dạ. Nghe không? Ai sẽ là trùm cui sầu riêng ở tại Sài Gòn? Anh trai cười. Điêu luyện không chị? Điêu luyện quá không? Coi clip mà chị. Ồ, đây có cái gì đánh đánh dân ta đó đây. À, cái kệ. Cho nó mềm mại mà. Lấy vợ trái cây lấy thiêu liên hệ với Duy Thanh. Chưa điện em. Chưa tới mà. Tới 22 luôn mà. Ừ. Chị ơi, trong đó nó có một cái muối sượng cái lưng nhẹ chị. Yeah. Em gửi cho chị thêm muối này, muối Thái nha, thử sầu riêng Thái mới mốt ngon rồi ủng hộ em cái sầu riêng Thái. Dụ dụ á. Dụ đang Thái đó các bạn. Dụ gì thì dụ á. Ăn cái muối là gì cũng ngon. Rồi. Nếu mà có gì dịch gì đó thiêu thì mời các bạn ăn. Da mèo. Để mình quay cận cảnh da mèo lại như thế nào. Bữa nào có sầu riêng da mèo không? Nè da mèo thấy không, nhăn thấy không? Nhưng da mèo ăn cực kỳ ngọt luôn, ngọt cắt luôn á. Có sầu riêng da người. Da em nè. Da mèo các bạn. Anh à, anh Hà. Hả? Thanh dày mà có người hỏi mua anh nó im re không dám nói gì hết luôn. Vậy à? Có. Có. Có giá không? Bao nhiêu hay bao nhiêu hai vợ chồng Trúc bán đi lấy tiền nuôi con. Ờ anh nào mua Thanh thì ra giá nha. Mua anh hay chị? Thanh Thanh Thanh. Anh hay chị? Anh. 1.000 hả? 1.000. Thanh vậy không? 300.000 được không chị? 300. Mua nha. Chị vô đây thử giùm em đi. Cái lô này là cái lô hôm bữa còn hả Thanh? Không, lô mới anh. Hay lô mới hả? Cơm ngon á. Ừ, cơm ngon á. Lô mấy lô sầu riêng tùy vườn ha. Chọn cái vườn á. Ủa cái dưới mình thử sầu riêng là mình thử một trái hay là mình cây nào mình cũng thử không ta? Thử một trái thôi coi cho khu nguyên vườn mà chứ cây nào thử trái vô đó chắc kiểu vườn quýnh á. Bỏ ra vườn luôn. À. Không nhưng mà ý là một một vườn là một vườn đó là thử một cây thôi phải không? Đúng rồi. À chỉ được quyền thử một cây thôi hả? Thử một hoặc hai. Là hai cây thôi chứ muốn thử nhiều cũng được luôn nhưng mà thử rồi phải cân. À đây là cũng khó hả đúng không, nhiều lúc một vườn là cả trăm cây sầu riêng, hai ba trăm cây sầu riêng, coi cây xấu xấu nhất thử. Nhưng là phải kinh nghiệm chứ, người ta sẽ lựa trái nào mà xấu ít muối nhưng mà cái độ cơm đúng không. Ừ. Người ta thử gì đó là còn quan trọng là về vườn người ta làm là phải làm một cổ, một cổ là một luống bông màu á, nó sẽ không bị lầm. À. Làm nhiều luống bông quá thì nó sẽ bị lầm trái nâu với trái già. À. Đó thì đây là nhiều lúc cắt nhiều cổ. Lúc mình nhiều lúc mình đứt mua đứt cổ rồi đó, nghe nó đứt cổ. Ờ, cái tiếng lóng của dân địa phương người ta gọi là đứt cổ là nó là hết cái luống đó người ta luống sao. Nhưng mà nhiều lúc chọn từng vườn nó vậy đó chứ không đó hả, chứ đâu có biết được. Nếu mà kinh nghiệm hung quá thì chọn vườn ngon, càng kinh nghiệm càng chết, còn kinh nghiệm mình chết à. Ít kinh nghiệm thôi vô luôn ngơi vậy đó rồi sần bồn hết luôn. Ôm luôn á. Cái này là ri. Đúng rồi. Ri luôn Thái ở trong cái gì? Ri lại. Nhưng mà Thái thì đi được xa để được lâu. Để lâu nó mới còn cái này sợ được người đi về. Sao để trong xe nó 4 ngày 3 ngày. À, chị khách là mua để vài ngày á cô chú.
vài ngày sau ăn á. Trời mưa mát đẹp dễ chịu nè. Hả? Trời mưa dễ chịu thiệt đúng không? Ba ghi tám. Rồi, Cuộc Sống Sài Gòn TV xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha cô chú. Bye bye.